Rồi chúng ta làm một cái câu mà đi tìm các công thức của kim loại. Ở đây người ta cho là 4,8 gam kim loại A tác dụng với CO4 thu được A4 và CO có khối lượng là 12,8 gam. Như vậy khối lượng này là 4,8 gam này. Khối lượng này là 12,8 gam. Bốn bước cơ bản một bài toán hóa là tính mol, viết phương trình cân bằng, chuyển mol và tính đại lượng. Bước đầu tiên em sẽ đi tính được mol CO. Thì khi mình tính mol CO xong rồi chúng ta thấy mol A bằng mol CO chuyển mol. Được chưa? Phương trình được cân bằng rồi. Sau đây em đi tính khối lượng mol của A là xong. Thế thôi. Lấy khối lượng A chia cho mol A. Thế thôi. Hết chưa? 12,8. Có khó gì đâu. Chia 64 bằng 0,2 mol. Tiếp tục. Cái tính chất này thì mol A đúng bằng mol CO và bằng 0,2 mol. Như vậy để tính thằng này lấy khối lượng là 4,8 chia mol là 0,2 bằng 24 gam trên mol. Vậy nó là Mg. Xong. Câu này dễ hay khó? Dễ mà, có gì đâu.